Cô chào Ánh Dương nhé. Cô và con cùng xem lại cái nội dung video học ngày hôm nay của con nha. No, but what drink do you like? What drink do you like? Cái từ drinks mình sẽ có S nha. I like water. What Water. Mình chỉnh lại luôn cho cô từ này. Water. Water. drink do you like? I like orange. What drink do you like? I like milk. I like milk. What drink do Cái you like? từ tiếp theo con đang đọc chưa chuẩn chuẩn này, từ này là milkshake. Milkshake. I like tea. What drink do you like? I like lemon. What lemon name? Cái từ này sẽ là lemonade. Lemonade. What drink do you like? I like Coca-Cola. Coca-Cola. I like milk. What drink do you like? I like fruit juice. Cái từ fruit juice. Fruit juice. Mình sẽ chú ý cho cô nhá. Ở đây này, trong bài này của Ánh Dương thì Ánh Dương sẽ cần chỉnh lại cho cô thứ nhất đó là cái từ drinks. 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 What drinks do you like? What drinks do you like? I like cộng với 8 danh từ mà bài đã cho sẵn nhé. Thì trong 8 danh từ đó mình sẽ chú ý cho cô từ water, mình chỉnh lại water, water. Từ thứ hai mình cần chỉnh lại cho cô đó là từ milkshake, milkshake. Từ thứ ba là từ lemonade, lemonade. Và từ thứ tư con cần làm rõ hơn đó chính là từ fruit juice, fruit juice. Còn cái từ orange juice thì mình sẽ chú ý cho cô là mình nối âm luôn để cho cái từ nó chỉnh chu, nó trọn vẹn hơn nhá. Orange juice, orange juice. Đó là một vài cái góp ý của cô trong bài ngày hôm nay của Ánh Dương. Ánh Dương sẽ nghe và chỉnh lại nhá. Say goodbye.